ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 có buổi tiếp xúc với cử tri các xã An Ngãi Trung, An Phú Trung và Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri, thông báo kết quả kỳ họp thứ 9 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp thứ 9 đã thông qua kết quả thực hiện nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 và thông qua 27 nghị quyết liên quan đến việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri đề đạt một số vấn đề liên quan đến sửa chữa quốc lộ 57c đoạn đi qua xã An Trung bị xuống cấp có giải pháp tìm đầu ra sản phẩm nông nghiệp nhất là đối với cây dừa cần có định hướng và đầu tư phát triển du lịch cho quyện cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho người dân ở tổ nhân dân tự quản số 21 của ấp An Thạnh, xã An Trung những ý kiến của cử tri được đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh quyện địa phương ghi nhận giải trình thỏa đáng đáp ứng tâm tư nguyện vọng của bà con.